Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự, và lời đầu tiên xin gửi đến quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Tiến Sự vẫn đang ở tại Hợp Lý Triệu Sơn, Thanh Hóa, và đây là một trong những phôi khá khủng chủ nhân mới mua và cũng đánh luôn. Hiện nay nó vẫn đang ở vị trí còn đang nằm nghiêng ngả. Nó khủng quá mà cái cẩu bé thì không nâng được, đang phải chờ cẩu to. Và chúng tôi đành lại phải ra đây làm bớt nó đi. Đây, như các bạn thấy, tôi đang đứng trên cái gốc. Và đây là cái bệ. Trước đây là ôm gạch bi. Cái này mà sau khi dựng lên, nếu có dịp thì tôi sẽ cho ôm đá ở phía ngoài thì sẽ rất đẹp. Đây là cây khủng các bạn nhé. Và đây là phía trên. Cây này thì sẽ không chơi lùn mà chơi cao. Tùy từng cây có thể ta chơi lùn. Đấy, các bạn nhìn cái bầu đất với anh em đang làm thì các bạn thấy là cây rất to. Cái bầu đấy chính là cái bầu ôm gạch xị. Ngày hôm qua thì cẩu bé vật lộn nhưng không thể nhấc về để. Bây giờ thì phải dùng đến cẩu to hơn. Bây giờ đầu tiên thì sẽ cắt cái cành thẳng này đi. Rồi cứ gửi địa chỉ tên đi để vào sổ tính sắp lịch nhá. Gửi tin Zalo số này nhá. Ok. Lúc này đang dùng cẩu để đưa về vị trí làm các bạn nhé. Đấy, lúc này phải dùng đến cẩu để hỗ trợ. Thân nhỏ đấy nhở, thân nhỏ đây chứ không có nghĩa là ai như thế. Vâng, như vậy là đã đặt vào vị trí để chúng tôi thiết kế. Cây rất khủng.
Đây nó cao khoảng trên 4 mét. 24,5 mét đấy. Bây giờ tôi sẽ trèo lên trên và như các bạn tôi sẽ cắt. Nó nặng đấy vì trong nó có bầu sỉ. Cái cây này thì chúng ta sẽ thiết kế một con tử ở đây 3 hoặc 5 bông để cho nó lên đến tầm này các bạn nhé. Nó lên tầm này để nó sẽ giảm bớt cái chỗ này đi. Thế còn ở đây các bạn đang nhìn thấy là nó đang có hai cái cành này nó đang song song với nhau. Tức là nó đang tranh chấp nhau nên là ta sẽ phải loại đi một. Còn cái cành này ta sẽ nuôi một cái tay ra đây. Một cái tay ra đây. Và cái cành đằng sau này ta sẽ lại nuôi một cái mầm, lấy một cái tay ở chỗ này để ăn bóng ra chỗ này. Dạy. Ui, cao 5 mét ấy. Cắt đi nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà ta tận dụng cái này thì nó sẽ cao quá. Cao quá sau này thì làm bông tay mua bán giao di chuyển nó sẽ rất là phức tạp. Mà đây thì lại không phải là ngoài quốc lộ các bạn nhé. Cao quá. Có lẽ là ta phải dùng đến cái ngọn này. Hơi chắn mất màn hình các bạn. Tôi sẽ về đằng sau. Rồi, tôi về đằng sau. Nếu mà ta dùng đến cái ngọn này thì sẽ bị cắt đi chỗ này thì nó nhiều. Thì ta sẽ dùng đến ngọn này. Nếu mà ta dùng đến ngọn này thì ta phải bỏ cái ngọn này để cho nó không bị trùng chéo nhau. Và nếu dùng đến ngọn này thì ta khả năng sẽ phải bỏ cái đoạn này đi. Ở đây sẽ là tay, ta sẽ xử lý cái tay chốt 1. Và sang bên ta, bên đằng này sẽ là tay 2. Đây, chân tôi đưa ra đây các bạn nhé. Đó. Thì ta phải bỏ cái đoạn này. Và cái này ta sẽ cắt theo tỷ lệ giảm đi thì nó sẽ xuống đến tầm này. Và ta sẽ bỏ cái thằng này đi để nó không bị tranh chấp với thằng này. Đó, tôi sẽ vạch và tôi sẽ xuống ngắm lại một phát nữa nếu mà chốt là ok. Cho dây cho cưa này đi.
Giờ tắt máy chú xuống ạ. Tắt máy đi. Đây các bạn đang xem. Chúng tôi quyết định cắt. Chờ chống lại đi. Mày ra đi mày ơi. Mày ra đi. Tôi ra đi con nhẫn nó đổ đấy. Dạ. Em chưa ra, chắc chiều em ra muộn này chắc em về luôn đây. Vâng vâng, nhà em ăn nhiều kiểu. Vâng vâng, không có xe. Vâng. Không 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 ạ. Để em hỏi vợ em có đi không, đi làm vợ ạ. Đặt thì đến đây ạ. À. Không để bông được trên này. Bông thì mà nó cao. Cái giữa đây được cái cốt con đúng không? Cái giữa đây là cái ngọn. Cái ngọn ngọn chủ là, còn cái cành dây điện kia là phải bỏ đi à. Về nhà sao lại được gốc ngon đúng không? À. Dùng đến cái ngọn kia là cao. Cái đá ở trong này là... để nguyên sau này làm đá đè nó đè phủ đi, đè gạch đi. Làm đá nghệ thuật thì mới lên được giá trị. Đi. Làm đẹp mà 10 năm nữa cầu đi mà chơi nó mới gọi là đỉnh. Xong anh có bảo làm quay ấy. Đây là cái phần mà rễ nó thô thì chúng ta có thể tạo ra một cái vết sẹo. Dạ. Cái đấy chưa làm được. Cái gì làm sao được?
Dạ. Cứ để này cho đi lần sau. Ơi. Đây là gạch bi các bạn. Sau này thì chúng ta phải gắn đá nghệ thuật vào đây. Coi như là nó ôm đá nghệ thuật thì nó mới đẹp. Do nó không có vị trí vẽ nên tôi phác họa một chút thôi. Đó, sau này rồi nó sẽ có một con tử 3 hoặc là 5 bông để cho nó che cái điểm này đi. Đó, chính là cái điểm này. Cái cành kia sẽ dựng một cái con tử tử treo lên. Và nó sẽ được thiết kế để che cái điểm có một cái vết sẹo đấy. Ở cái chỗ đó nó đang hơi dài. Thì sau này cây bóng nó sẽ đẹp. Và đây là một tác phẩm hồn quê. Nhưng do hôm qua mưa tôi không có đặt được máy. Sau sẽ xây một cái cổng phía đằng sau. Toàn cây khủng thôi. Đây cây ôm bờ tường. Và đây là phía mặt sau. Nó khá khủng và cũng sẽ là cây cao to. Đây là cái sẹo. Sau này sẽ làm đá lấp cái xỉ này đi. Nó hơi lội mấy hôm nay. Đó. Sau này nó ra cút, ra bông tay thì cây nó mới lùn đi được. Hiện nay thì nó đang nguyên cái cốt. Đó. Đây các bạn có thể xem qua bức minh họa này. Nó chỗ đó nó lội tôi không ra được. Một cái xanh rất khủng các bạn nhé. Chúng ta tạo tác. Và video này tôi sẽ thực hiện tại nhà vườn Tâm Lý, huyện Triệu Sơn, xã Hợp Lý, Thanh Hóa. Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video sau.